Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ hát cho chùa Ba Vàng, bị méo miệng. Vào ngày 27 tháng 2, báo Thanh Niên cho biết ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân gặp triệu chứng liệt dây thần kinh số 7 và đã bị méo miệng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe và tinh thần ca sĩ này đã ổn định hơn. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, năm nay 32 tuổi, anh theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ nhỏ và gặt hái được một số giải thưởng như Giải ca sĩ trẻ triển vọng dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011, Top 4 Sao Mai điểm hẹn 2012. Hiện nay anh có một lượng fan hâm mộ đông đảo. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã bị méo miệng và đang bị điều trị. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đến chùa Ba Vàng và biểu diễn trong đêm văn nghệ thứ 3 của lễ hội Hoa Cúc năm 2020. Việc hát tại chùa không có gì đáng nói, tuy nhiên chùa Ba Vàng là của sư Thích Trúc Thái Minh đầy tai tiếng. Sư Thích Trúc Thái Minh dùng chùa Ba Vàng để kinh doanh mê tín dị đoan công khai. Ông ta luôn nghĩ ra rất nhiều chiêu trò, đa phần là dối trá để thu hút con nhang đệ tử đến với chùa. Và từ đó ông thu tiền cúng dường. Mời ca sĩ về chùa biểu diễn là một cách như vậy. Việc sư Thích Trúc Thái Minh mời ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân về hát là một cách quảng cáo cho chùa. Tuy nhiên, khi về chùa Ba Vàng hát, vô tình ca sĩ này đã dẫn fan của mình đến đây và có khả năng biến họ trở thành con mồi trong sư giả. Muốn đến cửa Phật cần chọn một ngôi chùa chân tu chứ không chọn một ngôi chùa trá hình như chùa Ba Vàng. Vào năm 2019, Nguyễn Trần Trung Quân từng lên trên trang Facebook cá nhân của mình những bài viết phản đối đường lưỡi bò. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã xóa tất cả những bài viết này. Cũng theo Wiki, anh ta rút bài vì video âm nhạc tự tâm của anh nhận được sự ủng hộ của khán giả tại nhiều quốc gia, trong đó có cả khán giả từ Trung Quốc. Việc xóa bài khỏi mạng xã hội Facebook khiến cho ca sĩ này đã bị không ít khán giả Việt Nam tẩy chay. Bởi chỉ có Đảng mới sợ ông bạn vàng láng giềng, còn người dân Việt Nam thì không có gì phải sợ. Cách lý giải về việc rút bài của Nguyễn Trần Trung Quân trên mạng và trên trang Wiki rất kiên cưỡng bởi video âm nhạc của anh chủ yếu phát hành cho khán giả Việt Nam. Việc rút bài khiến ca sĩ mất rất nhiều fan là người Việt. Số lượng fan Việt Nam tẩy chay anh ước tính phải gấp rất nhiều lần fan Trung Quốc của anh, nếu có. Thật ra, một số ý kiến ngoài luồng cho biết Đảng ta đã gây áp lực buộc ca sĩ phải rút bài, chứ chẳng có fan người Trung Quốc nào cả. Có điều, Đảng tạo áp lực ngầm, không công khai trên truyền thông. Làm ca sĩ ở đất nước này cũng phải biết vâng lời, nếu không sẽ bị phong sát. Ai cũng biết, Đảng sợ bạn vàng nên Đảng càng không để cho người nổi tiếng thể hiện quan điểm ngược với ý Đảng. Nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng là những người có khả năng dẫn dắt xã hội rất mạnh vì họ có một lượng fan hùng hậu. Chuyện ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bị liệt dây thần kinh số 7 gây méo miệng chỉ là một căn bệnh bình thường. Con người vốn thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy sinh lão bệnh tử. Việc ca sĩ bị méo miệng lại càng không phải là chuyện nhân quả gì. Với tuổi trẻ và sức lực dồi dào, rồi ca sĩ này sẽ nhanh khỏi bệnh. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trình diễn tại chùa Ba Vàng vào năm 2020. Từ lâu nay, showbiz vẫn là nơi sức hút fan rất mạnh từ xã hội. Cho nên, những phát ngôn của ca sĩ, diễn viên, hoa khôi đều có thể gây ảnh hưởng đến xã hội. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn kiểm soát hoàn toàn tư tưởng và phát ngôn của giới showbiz. Cho nên, khi ca sĩ muốn thể hiện quan điểm chính trị thì cần cân nhắc cẩn thận. Là công dân Việt Nam muốn yêu nước theo cách của mình cũng không được, mà phải yêu nước theo cách của Đảng thì mới xong. Sư Thích Trúc Thái Minh nhìn thấy khả năng dẫn dắt xã hội của ngôi sao nên ông ta mời đến chùa để dẫn dụ fan của họ cùng đến. Thích Trúc Thái Minh có tư duy giống Đảng nên nhìn thấy điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ hát cho chùa Ba Vàng, bị méo miệng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.d. Tình hình tài chính bi đát của chúa trộm VinFast. Những ngày qua, báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin về doanh thu tỷ đô của VinFast. Tuy nhiên, thực tế thì những gì báo chí viết chỉ là một nửa của sự thật, chứ không phải là sự thật. Người ta nói một nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật có khi lại là dối trá. Theo báo cáo tài chính của VinFast do chính công ty này báo cáo với SEC, Ủy ban Chứng khoán Mỹ, thì doanh thu của doanh nghiệp này vào khoảng 1,2 tỷ đô, nhưng lỗ ròng lên đến gần 2,4 tỷ đô. Nghĩa là VinFast của ông Phạm Nhật Vượng phải đốt đến 2 đồng thì mới thu về được 1 đồng. Cũng theo báo cáo gửi SEC, 72% doanh thu là từ lượng xe bán cho GMS, là một công ty của ông Phạm Nhật Vượng. Như vậy, số tiền lỗ thật của VinFast là khoảng hơn 3 tỷ đô la, nhưng ông Vượng đã dùng bàn tay mang tên GMS để che lại một phần khoản lỗ, và cuối cùng khoản lỗ còn lại trên báo cáo là 2,4 tỷ đô la Mỹ. Báo chí quốc doanh có nhiệm vụ vẽ nên hào quang cho VinFast. Tính từ ngày thành lập vào tháng 6 năm 2017 cho đến năm 2023, lỗ lũy kế của VinFast lên tới 7,2 tỷ đô la. Điều đáng nói là tình hình làm ăn thua lỗ vẫn đang theo đà gia tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại, mỗi ngày thêm nhiều hơn. Vào năm 2020, VinFast lỗ 800 triệu đô la Mỹ, năm 21 lỗ 1,3 tỷ đô, năm 2022 lỗ 2,1 tỷ đô, đến năm 23 đã dùng GMS để mà che bớt lỗ, nhưng VinFast vẫn còn lỗ 2,4 tỷ đô trên sổ sách. Về nợ tính hết tháng năm 2023, nợ gộp của VinFast đến 8,2 tỷ đô. Có thể nói VinFast hiện nay là một chúa trộm, không biết cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Năm 2024, VinFast dự định cho mở sản xuất ra các thị trường được cho là dễ thở hơn như Ấn Độ và Đông Nam Á. Ông Vượng đã quyết định rót 500 triệu đô la cho một giai đoạn đầu của dự án nhà máy tại Ấn Độ. Hiện đã nợ đến 8,2 tỷ đô la và doanh thu không đủ để bù lỗ. Vậy mà VinFast vẫn phải chạy vậy để kiếm cho ra tiền để đốt tiếp. Nếu thật sự minh bạch hoàn toàn số liệu tài chính thì tình hình của VinFast còn ảm đạm hơn rất nhiều. Vào năm ngoái, VinFast đặt mục tiêu là năm 2024 sẽ hòa vốn, nhưng xem ra VinFast không thể hoàn thành mục tiêu này với cách thức đầu tư liều mạng như hiện nay. Báo chí quốc doanh có vai trò như là nô bộc vậy. Vin bảo sao thì họ viết như vậy, họ tỗ vẽ ra đủ thứ hào quang sáng chói cho VinFast, mặc cho thực tế hoàn toàn xám xịt. Nhưng dù có được báo chí vẽ thế nào, thì ông Phạm Nhật Vượng vẫn phải kiếm cho được vài tỷ đô mỗi năm để mà đưa VinFast đốt. Có thể giới siêu giàu sẽ đầu tư vào VinFast, nhưng cũng có thể họ sẽ dẫm nát VinFast. Mới đây, báo chí đăng tin rằng VinFast đang tìm cách huy động vốn từ giới đầu tư siêu giàu trên thế giới. Tuy nhiên, lấy được tiền của giới siêu giàu không phải dễ. Họ có đội ngũ nghiên cứu thị trường, tư vấn giỏi, và chính họ cũng là những người am hiểu sâu sắc về đầu tư, nên thường ra quyết định một cách sáng suốt. Ngoài ra, vay tiền giới siêu giàu thường phải chịu lãi suất rất cao, nên rủi ro cũng rất cao. Trước đây, hãng ô tô Daewoo của Hàn Quốc có thị trường châu Á rộng lớn, có hệ thống phân phối hoàn chỉnh. Trong khi đó, Chevrolet, một thương hiệu con của GM, không có chỗ đứng tại châu Á. Khi Daewoo lâm nợ, GM đã mua Daewoo và sau đó biến xe Daewoo thành xe mang thương hiệu Chevrolet và phân phối tại thị trường châu Á thông qua hệ thống phân phối của Daewoo đã tạo ra trước đó. VinFast đang thua lỗ, VinFast đang đốt tiền. Tuy nhiên, VinFast đã lên sàn Nasdaq và đang là công ty đại chúng tại Mỹ. VinFast cũng đang xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm tại thị trường Bắc Mỹ. Hiện nay, hãng xe như Biden của Trung Quốc và hãng Tata của Ấn Độ đang rất thành công tại thị trường nội địa, mà cả hai thị trường này đều là thị trường tỷ dân. Nếu họ đặt chân lên đất Mỹ thì cũng là cách phát triển ra thế giới. Biết đâu họ có thể thâu tóm VinFast để thông qua VinFast mà đặt chân lên đất Mỹ như cách mà Chevrolet đã từng làm với Daewoo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin tình hình bi đát của chúa trộm VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de